Không biết mai có tới không nữa. Tụi mình chơi trước đi. Bạn cầm con diều rồi quăng lên nha. Quăng lên. Ôi bạn Mai tới rồi kìa. Chào mọi người. Chào bạn Mai. Con diều của mình bị đứt rồi. Không sao, chơi chung nha. Bạn cầm con diều ăn lên nha. Nè các con, bây giờ hãy cho diều bay lên. Diều nào mà bay lên cao hơn thì người đó thắng. Ta sẽ cho mũ kẹo này. Dạ. Ê, con diều của mình bay lên cao hơn rồi. Con diều mình bay cao hơn, mình thắng rồi. Ha ha ha, các con giỏi lắm. À, cảm ơn ba. Cảm ơn chú. Mình ăn kẹo đi. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha. Bạn cầm con diều ăn lắm nha. Nè các con, bây giờ hãy cho diều bay lên. Diều nào mà bay lên cao hơn thì người đó thắng. Ta sẽ cho mũ kẹo này. Dạ. Ê, con diều của mình bay lên cao hơn rồi. Con diều mình bay cao hơn, mình thắng rồi. Ha ha ha, các con giỏi lắm. À, cảm ơn ba. Cảm ơn chú. Mình ăn kẹo đi. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh KN Channel để xem được nhiều video hay hơn nữa nha.